Xin chào các quý vị khán giả. Xin chào các fan hâm mộ của loa Bookshelf. Trong các dòng loa Bookshelf thì có rất nhiều dòng loa của Anh, của Đan Mạch. Và hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một dòng loa Bookshelf cũng rất nổi tiếng đến từ Italy, đó là thương hiệu Sunut Faber. Và hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn dòng Sunut Faber Sonetto 1. Đây là một thành viên trong gia đình của Sunut Faber, và đi cùng với cặp loa này thì chúng tôi có một cặp chân zin theo loa của hãng. Và tất cả các sản phẩm này chúng tôi đều nhập khẩu trực tiếp từ Italy. Và để cho các bạn có một thực tế trải nghiệm ngay, tôi xin được phép bóc thùng luôn từ cặp chân trước để ta có cái độ kê của đôi loa. Và đây tôi cũng xin đặt luôn cặp loa bên này. Cặp chân này thì được đóng rất cẩn thận ở trong một chiếc hộp nữa, đóng từng dấu trúc từng cặp một. Ở đây là các hệ thống chân côn trồng rung làm rất là cẩn thận, và các giác cũng như là các long đen để có cái kết cấu tốt hơn, chắc chắn hơn. Đây là phần đế của cặp chân này. Và đây là hướng dẫn sử dụng khi mình bắt loa. Làm rất cẩn thận, sơn rất là đẹp, kiểu dáng đủ, tuyệt vời luôn. Để một sản phẩm mà làm được thế này thì gọi là quá là mỹ mãn. Sau đây thì tôi sẽ nhờ nhân viên kỹ thuật lắp cho tôi cặp chân này vào. Còn tôi xin giới thiệu nhân vật chính ngày hôm nay, chính là cặp loa Sunut Faber Sonetto 1. Đầu tiên đây là sẽ là một catalog giới thiệu về hãng Sonetto và một chiếc khăn của hãng rất cẩn thận để cho người tiêu dùng đi làm vệ sinh cho loa. Ở đây tôi sẽ đưa loa này lên. Đây là cặp loa, thấy đây ngoài là màu quấn nút. Đây là trong những màu bây giờ là được ưa chuộng nhất ở trên thị trường. Úi giời, cặp này thì tuyệt vời. Với cặp rắc loa bằng BW này. Đây tôi xin giới thiệu để cho các bạn nhìn. Tuyệt đẹp. Đây là sản phẩm thứ hai. Và qua thông số đọc thì tôi thấy nói cặp loa này là có những cái điểm đặc biệt. Đầu tiên là loa chép này, là loa chép đôm rộng của hãng DAD, sản xuất tại Đan Mạch nhưng đã được về nhân viên kỹ thuật của bên Sunut Faber đã cải tiến lại. Và đây là một loa mid bass, nhưng mà lại là bass hoàn toàn làm bằng giấy.
tạo được độ dày trầm ấm của âm thanh. Để kết hợp với sản phẩm Sonus Faber Sonetto 1 này, chúng tôi sẽ dùng một hệ thống cũng của Ý, đó là của hãng Unison. Và CD đây là sản phẩm của Uno. Còn đây là âm ly S6 rất nổi tiếng của trong giới chơi audio đèn. Và sau khi nhân viên kỹ thuật sẽ set up xong thì tôi xin sẽ mời các bạn chúng tôi thưởng thức một đoạn nhạc. Vâng, sau khi nhân viên kỹ thuật của Audio Thiên Hà đã set up loa vào vị trí thì vẻ đẹp cuốn hút của dòng Sonus Faber này, từ cặp loa đến cặp chân loa không rất khó cưỡng. Đầu tiên tôi muốn nhìn các bạn, giới thiệu các bạn về cặp chân loa. Các bạn đã thấy một cái đế mà có những cái sơn tĩnh điện tuyệt đẹp như này, và dưới này là một tấm lót nỉ nhung để tất cách giữa loa và mặt đế, và ở dưới này là hai đôi vít để bắt chặt đôi loa này, các bạn xem đấy, rất vững chắc. Còn sau đây tôi sẽ xin nói về một chút về đôi loa này. Đôi loa này màng giấy và có một cái thiết kế thì không thể nào đẹp hơn được nữa. Ở trên này đây là bát màng giấy, đây là vành kim loại và đây là thương hiệu của hãng. Còn một điều rất thú vị, từ nãy tôi cứ tò mò đây nó là cái gì, thì sau khi tìm hiểu tôi thấy đây nó là một lỗ thoát hơi. Nhưng người ta thiết kế thì tôi nghĩ đây là hình thức trang trí chứ không phải lỗ thoát hơi, nên nó sẽ tạo được một dấu ấn điểm cộng cho đôi loa này. Và trên này thì là cả một mặt da và có thương hiệu chìm của hãng. Còn cọc loa đằng sau thì vô cùng là xuất sắc, khi cọc loa đánh BY cũng được. Các bạn có thể tìm hiểu sâu thêm một chút về vấn đề này. Còn sau đây thì tôi muốn không đợi các bạn đợi lâu, tôi muốn các bạn cùng tôi thưởng thức một đoạn nhạc khi chúng ta kết hợp cùng một quốc tịch cho các sản phẩm này giữa dòng Sonus Faber và dòng Unico, và xem màu âm nó như thế nào. Xin mời các bạn. And I love you so. Danh ca của nhạc gia cùng như là một giọng rất là tự nhiên, ấm mát nồng nàn qua những bước đệm của đàn contrabass. Các bạn yêu sản phẩm của các sản phẩm đến từ Ý như là dòng Sonus Faber, Unico thì các bạn có thể đến Audio Thiên Hà, số 5 ngõ 198 Thái Hà. Chúng tôi có những sản phẩm thế này để mời các bạn có một sự trải nghiệm thực tế và giao lưu. Và nếu các bạn có nhu cầu muốn mua thì chúng tôi sẽ có một cái giá đặc biệt để dành cho các bạn. Các bạn thấy hay thì hãy like cho chúng tôi, và chúng tôi luôn luôn sẽ cố gắng sẽ có nhiều YouTube hơn nữa để giới thiệu cho các bạn các sản phẩm luôn luôn mới về Thiên Hà. Xin chào và hẹn gặp lại.